Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong ngày giao dịch 28 tháng 9, cổ phiếu VinFast bật tăng trở lại sau 6 phiên giảm trước đó với mức giá 12,56 đô la Mỹ một cổ phiếu. Vốn hóa của VinFast đạt hơn 29,2 tỷ đô la Mỹ. Quy mô vốn hóa của hãng xe điện này tăng trở lại thứ hạng thứ 17 trong các hãng xe ô tô trên thế giới, xếp trên hãng Tata Motors của Ấn Độ và sau Hyundai của Hàn Quốc, Li Auto của Trung Quốc và sau hãng Maruti Suzuki India. Mới đây, ngày 21 tháng 9, VinFast Auto Ltd, Nasdaq VFS công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập của quý 2 2023. Theo đó, VinFast ghi nhận tổng doanh thu lên tới 334,1 triệu đô la Mỹ trong quý 2, tăng 303% so với quý 1 2023. Doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao 9.535 ô tô điện trong kỳ. Trong quý 2, số lượng xe ô tô điện đã bàn giao là 9.535 xe, tăng khoảng 436% quý trước. Số lượng xe máy điện đã bàn giao là 10.182, tăng 4%. Tính đến ngày 30 tháng 6, 2023, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện. Về kết quả kinh doanh, trong quý 2 2023, doanh thu bán xe đạt 7.488 tỷ đồng, 314,6 triệu đô la Mỹ, tăng 147% so với cùng kỳ và tăng 387% so với quý trước. Tổng doanh thu quý 2 2023 là 7.953 tỷ đồng, 334,1 triệu đô la Mỹ, tăng 131,2% so với cùng kỳ và tăng 303,3% so với quý trước. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện. Lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 2.715 tỷ đồng, 114,1 triệu đô la Mỹ. Lỗ từ hoạt động kinh doanh ở mức 9.230 tỷ đồng, 387,8 triệu đô la Mỹ. Mức lỗ giảm chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh và biên lợi nhuận cải thiện so với các quý trước. Lỗ ròng ở mức 12.535 tỷ đồng, 526,7 triệu đô la Mỹ. Tổng tài sản ở mức 116,828 tỷ đồng, 4.909 triệu đô la Mỹ tại thời điểm 30 tháng 6, 2023. Theo bà Lê Thị Thu Thủy, tổng giám đốc toàn cầu của VinFast, từ khi thành lập vào năm 2017, VinFast đã có một hành trình đáng chú ý, từ một hãng xe điện đầu tiên của Việt Nam đến việc trở thành công ty niêm yết trên sàn Nasdaq. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ nắm bắt được cơ hội to lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực di chuyển xanh và tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm hoàn thành sứ mệnh tạo ra một tương lai bền vững cho mọi người, tổng giám đốc toàn cầu của VinFast khẳng định. Theo bản đăng ký gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC, tổng cộng nhóm cổ đông của VinFast sẽ đưa ra hơn 75,7 triệu cổ phiếu phổ thông. Đây là một số lượng cổ phiếu cao gấp 17 lần so với 4,5 triệu cổ phiếu VFS niêm yết. Trong tổng cộng hơn 2,3 tỷ cổ phiếu VFS đang lưu hành, VIG và Asian State, hai công ty đầu tư riêng cho ông Phạm Nhật Vượng, sẽ đưa ra thị trường 46,29 triệu cổ phiếu VinFast, tương đương khoảng 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngày 27 tháng 9, hãng xe VinFast gửi bản đăng ký sửa đổi việc chào bán cổ phiếu phổ thông từ một số cổ đông, bao gồm các nhà tài trợ của BlackSpace, những người khác liên quan tới BlackSpace và các cổ đông chủ chốt của VinFast gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam VIG và Asian Star Trading and Investment Asian Star. Theo Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC, bản sửa đổi được công bố ngày 27 tháng 9 chỉ để sửa các lỗi đánh máy xuất hiện trong báo cáo của công ty kế toán độc lập về báo cáo tài chính đã được kiểm toán, có trong báo cáo đăng ký và trong phần thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Theo bản đăng ký, nhóm này sẽ đưa ra hơn 75,7 triệu cổ phiếu phổ thông. Đây là một số lượng cổ phiếu cao gấp 17 lần so với 4,5 triệu cổ phiếu VFS niêm yết. Trong tổng cộng hơn 2,3 tỷ cổ phiếu VFS đang lưu hành. Cũng theo kế hoạch, hai công ty đầu tư riêng của ông Phạm Nhật Vượng VIG và Asian Star sẽ đưa ra thị trường 46,29 triệu cổ phiếu VinFast, tương đương khoảng 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cũng theo SEC, thông tin trong bản cáo bạch sơ bộ này chưa đầy đủ và có thể được thay đổi. Những chứng khoán này không được bán cho đến khi SEC công bố có hiệu lực. Giới đầu tư hiện chờ xem hãng xe VinFast khi nào sẽ được SEC phê duyệt kế hoạch đăng ký chào bán hơn 75 triệu cổ phiếu VFS. Bạn đánh giá như thế nào về sự biến động của cổ phiếu VinFast Auto? Hãy chia sẻ ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản này nhé! Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.